Nếu không thì từ đây trở về sau, cha sẽ không cho nữa. Cậu con trai vì quen thói làm biếng, nghe cha nói như vậy nhưng vẫn nhất định không chịu làm ăn chi hết, cứ nằm dài ra khóc lóc rên la. Bà mẹ đau lòng quá lén đưa tiền cho đứa con, rồi bảo đến nói với cha. Đồng tiền này là do con tát nước mướn mà có. Ông cụ cầm đồng bạc của đứa con trai đưa, liền đem quăng xuống hồ. Khi đó cậu vẫn tự nhiên không tỏ vẻ tiếc rẻ, nhưng bà mẹ thì ôm mặt khóc, vì đó là của chắc chiêu mà bà đã dành dụm cả năm. Thấy thế ông nói: Tôi hiểu ra rồi, tiền này là tiền của bà cho, nên khi tôi quăng xuống hồ thì bà khóc nức nở, còn thằng con lại bất động. Từ lâu tôi và bà dạy con một cách sai lầm, chỉ biết cung cấp mà không bắt nó phải đổ mồ hôi nước mắt ra lao động để sống. Hôm nay tôi đổi lối dạy thì bà lại nối giáo cho nó. Kể từ nay tôi đuổi nó ra khỏi nhà, cho đến khi nào nó tìm ra được cái nghề mưu sinh và đem về đây cho tôi thấy được đồng bạc do công sức lao động của nó làm ra, thì tôi mới cho nó ở lại nhà. Cậu con trai bị cha đuổi giận quá, bỏ nhà đi lang thang làm thuê vác mướn để kiếm ăn qua ngày. Sau nửa năm trời trở về thăm cha mẹ, cậu ấp úng nói với cha: Con đi ra làm quần quật từ sáng đến tối chỉ đủ ăn, còn dư được có mấy xu, đem về để cho cha thấy được công sức lao động của con. Khi đó ông liền lấy mấy đồng xu quăng vào bếp lửa đang cháy. Cậu con thấy vậy nóng ruột quá, vội thò hai bàn tay trần vô bươi lấy bươi để tìm mấy đồng xu nước mắt mồ hôi của mình trong 6 tháng trời. Khi đó ông cha mới cười khà khà: Đúng rồi, bây giờ cha mới tin mấy đồng xu này là tiền mồ hôi nước mắt của con, vì khi cha quăng nó vào lửa thì con bươi kiếm bất kể than hồng lửa nóng. Như vậy thì từ đây con hãy ghi nhớ một bài học: đồng tiền nào dễ được thì dễ mất, và đồng tiền nào do mồ hôi nước mắt của con tạo nên, đồng tiền đó có giá trị hơn 100.000 lần đồng tiền do người ta cho con mà có. Qua chuyện trên, người xưa khéo nhắn nhủ với thế hệ sau cũng như các bậc cha mẹ rằng: cho con tiền bạc vật chất chưa phải là thương con, mà phải tạo nghề nghiệp phương tiện, làm sao cho chúng tự tìm miếng cơm manh áo, để nó không ỷ lại vào mình mà chọn nơi thích hợp để cho con phát triển những đức tính tốt. Nhân đây tôi xin nhắc lại cách dạy con của người xưa. Tương truyền rằng Hợ Mạnh Tử lên 5 tuổi, gần nhà có một lò mổ heo. Mạnh Tử bắt chước lấy khúc chuối giả làm heo mổ xẻ chơi. Bà mẹ nghĩ chỗ này không phải nơi con ta ở, nên bà lập tức dọn đi ra chợ. Mạnh Tử thấy người ta mua bán trả giá rau hàng cũng bắt chước làm theo. Bà mẹ thấy không ổn lại tiếp tục dời nhà đến cạnh trường học. Bây giờ Mạnh Tử lấy lá làm giấy, chẻ cây làm viết, giả bộ đi học. Bà mẹ thấy thế rất hài lòng. Khi đến tuổi vào trường, một hôm Mạnh Tử ham chơi, bỏ học chạy về nhà. Thấy vậy bà mẹ đang dệt vải, liền lấy dao cắt ngang tấm vải đứt ra làm hai. Mạnh Tử thấy lạ hỏi mẹ: Tại sao? Bà đáp: Con đang học mà bỏ về thì có khác gì tấm vải kia dệt chưa xong lại bị cắt, thử hỏi có xài được không? Lời trách ấy đã ăn sâu vào tâm khảm. Từ đó Mạnh Tử chăm học và trở thành nhà triết gia giỏi nhất thời Tiên Tần. Sở dĩ Mạnh Tử thành tài là nhờ bà mẹ khôn khéo biết chọn nơi thích hợp, tận tụy dạy con nên người, gương ấy đáng để cho ta noi theo. Tóm lại, trong công việc giáo dục con cái, chúng ta muốn đạt được kết quả tốt phải sống trong tinh thần cởi mở, hòa nhã, khoan dung, độ lượng. Trường hợp gặp phải những đứa con bướng bỉnh, cứng đầu thì cha mẹ nên phối hợp, cha cứng rắn, minh bạch, cương quyết, mẹ vỗ về dịu ngọt. Nếu gặp những đứa con quá ngang ngược, chai lì, có khi nhờ sự dịu dàng, tình cảm và dòng nước mắt đau khổ của người mẹ làm chúng dễ mũi lòng xúc động, chịu sửa đổi hơn là roi vọt kỷ luật. Tuy nhiên, cũng có trường hợp nghịch lại, quý Phật tử nên dùng lời êm dịu, dạy dỗ, nếu nó không nghe thì phạt quỳ hương, niệm Phật, lại sám hối. Phương pháp này hợp lẽ đạo, lại tạo được phước đức, hóa giải bớt nghiệp chướng của chúng.
Do đó cha mẹ tùy cơ ứng biến, phối hợp cả Nhu và Khương để bao vây, không chừa một kẻ hở nào để cho chúng lạm dụng lọt qua. Khi cần nghiêm khắc truyền đạt ra lệnh đã có cha, khi cần khuyên nhủ giải thích thì có tình cảm và thái độ ôn hòa của người mẹ. Miễn sao cả cha mẹ đều có những cử chỉ yêu thương, lo lắng cho con cái. Khuyến khích, chỉ dạy con làm điều thiện. Thiện là những gì chân chính, đem lại lợi ích cho mình và chúng sinh. Bổn phận làm cha mẹ là phải cố gắng uốn nắn, chỉ dạy cho con về sự lợi ích của ngũ giới. Thập thiện hay cách xử thế đạo làm người: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Những điều đó cha mẹ cần chỉ bảo cho con cháu biết cách áp dụng trong đời sống. Vì có nhiều người than phiền, con nít thời nay hễ mở miệng ra là chửi thề inh ỏi. Gặp bà con dòng họ và người lớn tuổi đến nhà không biết ra chào họ. Điều đó cha mẹ nên lưu ý, dạy cho con có lễ phép đối với người lớn. Nếu không, người ta sẽ đánh giá mình và vô tình để cho con tập nhiễm tánh xấu. Sau này nó sẽ làm thấp nhân tâm người khác, do đó khó mà thành công trên đường đời. Muốn dạy con lên người, tốt nhất là phải gần gũi con cái để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chúng. Có những nỗi buồn gì để tỏ bày với mình, nhân đó mình đem những kinh nghiệm sự sống giải quyết cho con vượt qua được cơn sốc đó, thì nó tránh khỏi những cuộc phóng đãng hay âu sầu thất vọng rồi hủy hoại thân xác. Có nhiều người cứ nghĩ lo cho con ăn học là đủ, nhưng trong khi đó thầy cô ngoài chuyện dạy học ra còn phải làm thêm nghề khác để mưu sinh, làm sao đủ sức để dạy cho nó được đầy đủ kinh nghiệm sống. Vì vậy, ngoài việc cho con ăn học, cha mẹ cần dạy dỗ thêm cho chúng biết làm lành, lánh dữ. Lưu ý dạy con không phải chỉ có lời nói suông, bảo con không uống rượu, hút thuốc, chửi thề, ăn chơi. Thì trước tiên cha mẹ phải có phẩm chất đạo đức tốt để làm gương, khi đó lời dạy mới có kết quả. Ngược lại, cho dù chúng ta có dạy cách mấy cũng không có tác dụng. Quý vị xem qua chuyện mẹ dạy con, nhưng bố không gương mẫu sẽ rõ. Hai vợ chồng có một bé trai khoảng 12 tuổi, gia đình khá giả. Vào buổi chiều, bé trai đang chơi với chúng bạn ở ngoài sân, bỗng cả bọn cãi lộn. Bé trai miệng chửi thề và nói: "Chúng mày chơi gian, tao không thèm chơi nữa." Ngay lúc đó, mẹ bé trai đi qua, nghe con chửi thề liền quát: "Sao con lại ăn nói thô tục như vậy? Mẹ ấy chỉ để cho những người mất dạy mà thôi. Về ngay, mẹ sẽ nói với bố mày." Vừa nói vừa lôi đứa bé về nhà kể lại cho ông chồng nghe. Ông bố chửi thề và quát: "Tao cấm mày từ đây trở về sau không được chửi thề nữa, nghe chưa? Nếu không tao đập mày chết." Bé trai liền hỏi mẹ rằng: "Bố chửi thề đó sao mẹ không nói?" Bà gằn giọng: "Bố con mày là một thứ." Qua chuyện trên ta thấy buồn cười. Chính ông bố cũng chửi thề tục tĩu thì làm sao dạy được con. Đó là bài học chúng ta cần xét lại trước khi dạy con. Mình phải là người gương mẫu, mực thước cho các con nhìn vào đó để noi theo. Chúng ta phải ý thức rằng thượng bất chính, hạ tắc loạn. Thật vậy, có nhiều khi cha mẹ để đầu tóc rối bù, quần áo lếch thếch, nói năng thô lỗ, bài bạc, rượu chè, gian dối, lừa đảo, làm việc ác, mà lại bảo con hớt tóc ngắn, ăn mặc gọn gàng lịch sự, nói năng nhã nhặn, chân thật, hiền lành và dùng quyền lực ngăn cấm không cho con ăn chơi cờ bạc rượu chè. Trong khi đó bản thân cha mẹ không tốt, chúng ta lấy tư cách gì để giáo dục con cái? Điều đó cha mẹ cần phải xét lại. Từ cách nói năng, cư xử cho đến việc làm ăn phải trơn chính, giữ đức công bằng, bác ái, sống hợp lẽ đạo thanh cao. Muốn được vậy, cha mẹ cần có một kiến thức
cả học vấn, xử thế, đạo đức cần thiết không thể thiếu được. Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng quyền của mình là tối thượng. Cha mẹ bảo sao con nghe vậy, hễ con cái có ý khác không tuân phục theo ý mình thì cho con là bất hiếu, rồi nổi giận đánh đập, xua đuổi chúng vào con đường cùng, đành đi bụi đời. Chuyện đó thường xảy ra, điển hình như trong gia đình nọ, có cậu con trai tên là Phú. Cậu ta thường tụ tập cùng bạn bè để uống rượu, đã nhiều lần bị cha ngăn cấm, nhưng Phú vẫn tiếp tục uống. Một hôm cha thấy Phú đi về nhà với bộ dạng say sưa, ông vô cùng tức giận nói: "Tao cấm mày uống rượu bao nhiêu lần rồi mà mày không biết sợ, cứ đi uống rượu hoài vậy." "Thưa cha, con một tuần chỉ vui có vài lần, chứ đâu có ngày nào cũng uống đâu mà cha la." "Tao nói mày không nghe còn trả lời hả? Đồ mất dạy, tao đập mày chết bây giờ." Nói xong, ông lấy gậy đập cho một cây. Phú chịu không nổi bỏ chạy. Một tuần sau Phú lại uống nữa. Lần này ông xích Phú vào cột nhà rồi đập cho một trận. 3 ngày sau mới thả ra. Phú giận cha nên bỏ nhà ra đi, để lại mấy dòng chữ: "Cha ơi, cha con ta đã thất học từ trước, giờ cha bất lực, còn con bất hiếu." Người cha vì muốn cho con bỏ rượu mà bất lực nên phải dùng đến nhục hình. Nhưng nhục hình chỉ làm cho con trẻ khủng hoảng tinh thần và tự ái liều lĩnh bỏ nhà ra đi, cuối cùng chứng nào tật nấy. Muốn cho con từ bỏ những thói hư tật xấu, điều quan trọng là cha mẹ phải bình tĩnh, dùng phương pháp thuyết phục như chỉ rõ tác hại của rượu, hạn chế cho tiền, tạo điều kiện cho con học hành làm ăn để nó không có thì giờ rảnh giao du với bạn xấu, và khuyến khích con thân cận bạn lành, nghe kinh học pháp. Lại nữa, nhiều khi cha mẹ giận quá mất khôn, đánh đập thẳng tay, trong khi đó con nó sợ quá bỏ chạy, liền qua đụng vật gì là cầm lên phan liền, có khi trúng nhầm chỗ nghiệt, làm cho nó mang bệnh hậu hoặc chết, rồi phải chịu cảnh tốn hao tiền của tù tội, kết quán đời đời không dứt. Đành rằng thương con cho roi cho vọt, nhưng đừng có nghĩ mình là cha mẹ, muốn chửi rủa đánh đập như thế nào cũng được. Hành động như thế không có kết quả. Lưu ý, khi thấy con có lỗi lầm, điều quan trọng là cha mẹ phải bình tĩnh, sáng suốt, kêu con lại ngồi vào bàn rồi ân cần dạy dỗ mới có hiệu quả. Không nên đứng nói chuyện tay đôi hoặc đụng đâu đánh chửi đó, vì làm như thế là tự hạ phẩm chất và giá trị lời nói của mình, không có tác dụng. Nên nhớ, đánh có chỗ, dạy phải nơi thì con mới kính nể, nên có lời khuyên: "Dạy con thì phải ân cần, phận làm cha mẹ xử phân lẽ nào. Lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chửi, đừng rủa, đừng cào, đừng bơi. Đem lời hiền đức tốt tươi, đặng mà giáo hóa vàng mười chẳng hơn." Như thế, chúng ta thấy cái gì là quý nhất? Đó là trí huệ, an lạc, hạnh phúc trong gia đình. Cho nên những gì con đã lỡ phạm, mình đừng vì thế mà trút hết phiền não lên đầu của chúng. Làm sao nó chịu nổi? Mà phải có lòng tha thứ, nhỏ nhẹ, chỉ dạy để cho con có niềm tin cậy nơi mình từ thuở nhỏ, để khi lớn lên, con có cái gì buồn phiền không giải quyết được, liền tìm đến cha mẹ để tâm sự, dẫn dắt nó vượt qua những đoạn đường gian khổ, không đến đổi phải phóng túng mê say rượu chè, cờ bạc. Thành ra, các nhà giáo dục tổng kết chính cha mẹ và không khí chẳng tốt trong gia đình đẩy đứa bé đến chỗ hư hỏng. Muốn cho con không chạy ra ngoài xã hội tìm niềm vui trụy lạc, thì trong gia đình phải có niềm vui. Muốn có hòa khí tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái, thì phải hiểu và thông cảm lẫn nhau. Có nhiều đứa con không hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ, nên hay hờn trách, sao cha mẹ lại khó tánh quá. Quý vị nên nhớ, cha mẹ khuyên răn là vì sợ con bê tha sa ngã, cho nên buộc lòng phải khó trước, để cho con tránh khỏi những cạm bẫy của đời, thì cha mẹ mới được an tâm. Trước khó nên không có điều gì đáng tiếc xảy ra, nhờ thế mà sau được dễ dàng. Cho nên phàm làm con, muốn trách cha mẹ điều gì,
phải đặt mình vào hoàn cảnh của cha mẹ, gặp phải những đứa con quậy phá chẳng lẽ làm ngơ? Hơn nữa, cha mẹ già yếu không thể suy nhược, sinh ra bệnh hoạn nên thường hay cáo gắt. Con nào hay biết cứ cho cha mẹ là rắc rối khó khăn. Quý vị nên nhớ, tại vì chúng ta chưa già, chứ sau này già rồi mình cũng như thế mà thôi. Công ơn cha mẹ như trời như biển, thế mà có nhiều khi con lầm lỗi, cha mẹ rầy la, không nghe còn trái cãi lại. Cha mẹ giận quá đánh cho một trận là quên hết những ân tình đó. Biết đến đây, tôi bỗng nhớ tới chuyện ông Hàn Bá Dư là một người con chí hiếu, cho nên mỗi lần bị mẹ đánh, ông vẫn nằm im không bao giờ khóc. Nhưng vào một hôm bị mẹ đánh chỉ có ba roi mà ông nằm khóc nức nở. Khi đó mẹ ông mới hỏi rằng: sao bấy lâu nay mỗi lần mẹ đánh con đến 10 roi thật mạnh mà con không khóc? Bây giờ mẹ chỉ đánh có 3 roi, tại sao con lại khóc? Ông buồn bã nói: thưa mẹ, trước kia mẹ đánh con cảm thấy đau, nhưng con không khóc là vì con biết mẹ còn mạnh. Hôm nay mẹ đánh con không đau, con biết rằng mẹ đã già yếu, sắp sửa từ bỏ con. Nếu mẹ mất rồi thì cả cuộc đời con đau khổ, vì thế nên con khóc. Xem chuyện xưa xét lại mình, cha mẹ chỉ la rầy đánh đập một chút liền chống đối lại, thậm chí còn bỏ nhà ra đi. So với người xưa ta cảm thấy buồn bã, thật không xứng đáng chút nào. Cha mẹ nghiêm khắc là để răn dạy, chứ không phải ghét bỏ. Cầm cây roi đánh con là muốn cho con nên người. Mỗi khi đánh con là như đánh vào lòng mình, rất là đau xót khổ tâm. Nhưng vì trách nhiệm phải nghiêm khắc đối với những đứa con hư hỏng và rộng lượng khi thấy con biết ăn năn cải sửa. Không có nỗi thất vọng khổ đau nào bằng cha mẹ gặp phải đứa con ngộ nghịch. Sự hy sinh, lòng vị tha của cha mẹ đối với con cái thật vô cùng to lớn. Thế mà con nào biết trong ánh mắt nghiêm khắc và tiếng la rầy đánh mắng kia lại chứa đựng một tấm lòng thương yêu bao la như trời cao biển rộng. Nên có câu: biển đông còn lúc đầy vơi, chớ lòng cha mẹ suốt đời trào dâng. Biển còn có lúc nổi nên giông tố, nhưng lòng cha mẹ luôn luôn êm đềm đầm thấm bao dung đến lạ lùng. Biển tuy là rộng sâu, nhưng lòng cha mẹ rộng sâu hơn. Cảm ơn tạo hóa đã ban cho ta một biển tình thương, đã nuôi ta suốt cuộc đời. Ôi, thật là cao đẹp thay, sâu rộng thay tấm lòng cha mẹ. Có điều người con cần biết, khi cha mẹ giận dữ đánh bằng gậy gộc thì phải chạy trốn để cho cha khỏi mang tiếng bất nhân. Câu chuyện thầy Tăng Sâm làm cỏ ruộng dưa, lỡ tay làm đứt dây dưa. Người cha thấy thế tức giận, cầm gậy đánh vào lưng. Tăng Sâm đau quá ngất đi một hồi mới tỉnh lại. Khi về đến nhà liền thưa cha rằng: lúc nãy con có lỗi, để đến nỗi cha đánh làm đau tay cha. Thật là con lỗi đạo. Nói xong lùi xuống gãy đàn và hát để cho cha biết rằng mình không có buồn phiền đau đớn gì nữa. Khổng Tử nghe qua chuyện ấy, bảo học trò cấm cửa không cho Tăng Sâm vào học. Tăng Sâm tự nghĩ mình vô tội nên nhờ người bạn đến hỏi nguyên do. Khổng Tử nói: ngày trước ông Thuấn hết lòng phụng sự cha già là Cổ Tẩu, mỗi khi cha giận dữ muốn giết thì tránh xa, cha đánh bằng roi thì cam chịu, đánh bằng gậy gộc liền bỏ chạy. Nhờ vậy Cổ Tẩu không mang tiếng bức tử con. Nay Tăng Sâm vì thờ cha, liều mình để chiều cơn giận đến nỗi ngất đi. Giá như bị cha đánh quá tay mà chết thì Tăng Sâm cũng làm cho cha mất phải tội sát nhân. Như thế không gọi là hiếu, mà đó là bất hiếu. Tăng Sâm nghe bạn thuật lại mới biết mình lầm lỗi, nên đến tạ tội với Khổng Tử. Chuyện trên là bài học nhắc nhở cả cha mẹ lẫn con cái phải am hiểu điều đó để tránh những việc đáng tiếc xảy ra. Nhân đây tôi xin nhắc cả hai bên, những ai làm cha mẹ thì phải tập tánh dễ một chút. Bởi vì mình già da nhăn má hốt, nếu mà cộng thêm khó tánh nữa, thấy đứa nào cũng la rầy, thử hỏi làm sao nó dám đến gặp mình. Do đó giữa cha mẹ và con cháu càng ngày càng xa cách. Rồi cha mẹ thì trách con bất hiếu, mình nuôi nó từ nhỏ tới lớn, bây giờ không ai ngó ngàng tới. Còn con lại nói mỗi lần gặp cha mẹ là bị la rầy mắng nhiếc, hết chuyện này rồi chuyện nọ. Như thế đến để làm chi? Ai cũng có lẽ phải.
Thôi chuyện gì cũng bỏ qua hết để dung hòa lại. Người trên phải có thái độ khoan dung tha thứ những lỗi lầm cho con cái. Lúc nào cũng hiền hòa, nói lời ngọt ngào để cho chúng thấy rằng cha mẹ mình tuy già nhưng đều là người hiền cả. Được như thế mới có chỗ để cho con thương. Còn phần con cũng phải thấy rõ công lao sinh thành dưỡng dục khó nhọc của cha mẹ, mà hết lòng cung kính phụng dưỡng để duy trì sự tốt đẹp lâu dài giữa cha mẹ và con cái. Nhưng trên đời có mấy ai nghĩ được vậy? Khi cha mẹ còn sanh tiền, con cái lại xem thường. Đến khi người khuất núi, chúng ta mới thức tỉnh ngậm ngùi tưởng niệm, nhớ đến từng giọng nói dạy bảo khuyên răn thánh thiện của người. Ta sẽ thấy hối tiếc biết bao nhiêu. Đến khi thấu hiểu được tình thương yêu của cha mẹ muốn lo phục dưỡng hầu hạ, nhưng hỡi ơi, cha mẹ không còn nữa. Tôi xin gửi đến quý vị những dòng chữ này để cho chúng ta lúc nào cũng tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ, và muốn nhắn nhủ với mọi người đừng bao giờ phạm phải những lỗi lầm ấy. Nói chung, cha mẹ phải sáng suốt hướng dẫn con đi vào đường chánh để cho con được an vui trong kiếp hiện tại và sau khi qua đời không sa vào ba đường dữ. Như Tích Ông Cấp Cô Độc, có cậu con trai tên là Cả La. Người con này không tin Tam Bảo, ưa theo tà kiến. Một hôm ông gọi con lại nói: nếu con đến nghe Đức Phật thuyết pháp mà nhớ được một câu Phật ngôn, về đọc lại cho cha nghe thì cha sẽ thưởng cho con 1.000 đồng vàng. Hôm sau cậu Cả La đến giảng đường. Khi vào nghe pháp, cậu cố nhớ một câu rồi đứng dậy ra về. Nhưng khi đi ra tới cổng, Đức Phật dùng thần thông làm cho cậu ta quên hết. Cậu lấy làm tức mình trở lại chăm chú lắng nghe. Trong khi đó Đức Phật thuyết về sự chết. Cậu Cả La giác ngộ thân này là vô thường nên đắc quả Tu Đà Hoàng. Tích trên cho chúng ta thấy, người cha có trí khéo dùng phương tiện hướng dẫn con vào đạo, đem lại quả vị an lạc ở hiện tại và vị lai. Tấm gương ấy đáng để cho chúng ta noi theo. Kinh Hạnh Phúc Phật dạy, làm cha mẹ phải dẫn dắt con theo 5 điều. 1. Hướng dẫn con đi chùa nghe giáo lý để cho con biết cách ngăn ngừa các điều ác, phát triển những điều lành. 2. Nên cho con quy y thọ giới. 3. Tập cho con biết lễ Phật, tụng kinh niệm Phật. 4. Khuyến khích con làm lành như cúng dường bố thí phóng sanh. 5. Có thể cho con xuất gia, không nên ngăn cản khi con có ý muốn xuất gia. Tóm lại, trong việc giáo dục con cái, chúng ta muốn đạt được kết quả tốt, đó là tinh thần từ bi hỷ xả đối với con cái, chứ không phải ghét bỏ. Nếu chúng ta có những thái độ nóng nảy, ép chế, khắt khe, quyền hành không cho chúng trình bày ý nghĩ của nó và sẵn sàng dùng vũ lực đánh đập, xua đuổi, chấn áp để buộc chúng im lặng tuân phục ý định của mình, như thế sẽ làm cho con có ác cảm, xa lánh chúng ta. Đối với con cái, nhất là khi chúng đến tuổi khôn lớn, biết suy xét, cha mẹ nên dùng tình cảm của một người thân, người bạn, người anh và người thầy để chỉ dạy cho con có ý thức trong tinh thần chủ động, tự lập, quyết định và đánh giá chọn lựa theo sự hướng dẫn của chúng ta, hay hơn là đánh đập, ép chế, bó buộc. Cuối cùng, tôi xin lặp lại 3 phương pháp giáo dục của người xưa thường áp dụng, đó là văn giáo, giáo dục bằng lời nói, sách vở; thân giáo, giáo dục bằng chính bản thân, gương sống của mình; pháp giáo, tức là giáo dục bằng kỷ luật. 3 phương pháp này ngày nay chúng ta vẫn phải áp dụng, song hành hoặc tùy lúc, tùy đối tượng mà sử dụng phương pháp nào phù hợp để giáo dục. Thương yêu chăm sóc và tạo nghề nghiệp cho con. Tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái phải có tâm bình đẳng, không nên thương đứa nhiều đứa ít. Vì làm như vậy nó sẽ bất bình, hủy báng và gieo mầm ganh ghét, đố kỵ giữa các con. Chuyện thương con, đứa nhiều, đứa ít thường dẫn đến sự xung đột giữa các con. Điển hình trong xóm lao động có người mẹ đang dạy 2 đứa con trai cách làm toán. Đứa lớn tướng mạo xấu lại chậm hiểu, đứa nhỏ vừa thông minh và xinh đẹp. Bà hỏi đứa con lớn: 5 x 5 bằng mấy?
Thưa mẹ, bằng 35 ạ. Mày tính làm sao ra 35 hả thằng đầu bò? Vừa nói vừa nhéo lỗ tai. Tiếp theo bà hỏi đứa con nhỏ. Tới phiên con nói mau. Dạ bằng 25 ạ. Bà quay sang đứa con lớn quát. Lớn đầu mà ngu hơn thằng em. Thôi nghỉ học đi chăn trâu cho rồi. Vì thấy đứa con nhỏ xinh đẹp lại học giỏi nên bà thương nhiều hơn đứa con lớn. Mỗi khi có ai đến nhà thì bà hết lời khen tặng đứa nhỏ. Đứa lớn thấy tự ái, bất mãn. Một hôm đứa em thấy anh không lo học nên bắt chước mẹ nói. Anh không chịu học hành, đi chơi hoài à? Để mẹ la không biết xấu hổ sao? Do bị tự ái từ trước nên người anh quá tức giận liền vung tay đánh vào mặt đứa em và nói. Mẹ thiên vị, mày được nước làm tới. Đồ làm phách, tao đánh cho bỏ tật. Khen tặng đứa con nhỏ, người mẹ thật thông minh. Mắng nhiếc đứa con lớn là đồ ngu, chứng tỏ người mẹ thiếu kiến thức về ứng xử. Trước sự không hiểu của con, ta nên giúp con tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Đó mới đúng là tình thương của người mẹ. Trái lại, chỉ biết nhục mạ và thương đứa nhiều đứa ít, làm cho con trẻ tuổi thân hoang mang buồn chán. Chẳng những không thuyết phục được con mà còn gây sự chia rẽ giữa anh em chúng, và làm cho đứa con lớn mất hết lòng thương mến tôn kính đối với mẹ. Là do bà thiếu tế nhị, bình đẳng, kiên nhẫn trong việc giáo dục những đứa con chậm hiểu. Đứa con lớn tuy xấu và kém thông minh nhưng vẫn có ưu điểm bổn phận. Làm mẹ là phải cố gắng tìm hiểu để giúp con vươn lên mới là phải. Vì thế, hiền nhân khuyên rằng: làm cha mẹ phải là khuôn mẫu, cần tránh xa tật xấu cho con. Việc mình phải giữ cho tròn, tức là sẽ khiến cháu con theo mình. Con lỡ phạm kêu lên dạy dỗ, lẽ nên hư phân tỏ rạch ròi. Chớ lời thô lỗ khó coi, nhất là tránh việc đòn roi dữ dằn. Ở cho phải công bằng thẳng thét, đừng đứa thương đứa ghét bất công. Làm cha mẹ ở hai lòng, nguyên nhân chia rẽ giữa trong gia đình. Việc nào mình cũng nên cẩn thận, chớ vô tình để hận cháu con. Lại nữa, trong gia đình nọ có đứa bé gái học lớp 4. Trong lớp có 50 em. Trung bình hàng tháng bé gái được xếp từ hạng 15 đến 30. Một hôm bà mẹ xem sổ liên lạc, thấy con tháng này lại xuống hạng 32 nên mắng. Tại sao mày ngu quá vậy? Đứa con lặng lặng ngó lơ chỗ khác. Kết quả học tập của em tháng sau lại kém hơn, và cháu tâm sự với bà nội là cháu muốn nghỉ học. Thấy con điểm kém, đáng lẽ mẹ phải động viên và tìm hiểu nguyên nhân nào làm cho con học kém. Ngược lại, mẹ còn dày la cho con là đồ ngu. Nói như vậy là hủy diệt lòng tự tin của trẻ, dẫn đến trẻ chán nản muốn thôi học. Tuổi mới lớn rất nhạy cảm với sự đánh giá của cha mẹ. Nếu biết tạo niềm tin và giúp đỡ con thì nó sẽ sống tốt hơn. Còn bảo nó là thằng khùng, con ngu thì nó sẽ khùng và ngu cho mà coi. Làm cha mẹ nên nói lời êm dịu, chịu khó nâng đỡ, an ủi, khuyến khích, hướng dẫn những đứa con kém cỏi, yếu đuối, tàn tật, động viên tinh thần, đánh tan mặc cảm tự ti để cho con tiến lên. Chúng ta phải bù đắp cho những đứa con kém may mắn bằng tình yêu thương chia ngọt sẻ bùi, đói rách, ấm no thương yêu các con trong lúc ốm đau bệnh tật. Có nhiều người sinh con ra không có quan tâm chăm sóc, cứ mãi lo chuyện làm ăn, để cho con dọc phá lò ga ổ điện, đi ra đường bị xe đụng, té xuống sông giếng ao hồ, thậm chí có khi chui đầu vào lu nước chết. Như thế là cha mẹ đã phạm tội vô tình vì không làm tròn trách nhiệm. Ngoài việc chăm sóc ra còn phải tạo điều kiện cho con có nghề nghiệp. Nhưng quý vị nên lưu ý, có những nghề càng làm càng tăng phước, lại có nghề càng làm càng tăng tội. Cho nên người Phật tử khi hiểu Phật Pháp, biết được nhân quả, tội phước, nên khéo hướng dẫn con cháu chọn cái nghề làm sao cho mình vừa có sống, lại làm lợi ích cho cuộc đời mà không phạm vào giới cấm của đạo, như là nghề dạy học, lương y, bác sĩ, thợ may, thợ hồ, mua bán lương thiện. Nói chung, nghề nào cũng cần có đạo đức làm nền tảng,
Thí dụ, nếu bác sĩ không có đạo đức sẽ nuôi bệnh nhân kéo dài cơn bệnh để lấy tiền bán thuốc tính với giá mắc. Còn thầy cô giáo mà không tận tụy dạy học sinh hết lòng để bắt nó phải học thêm với mình cho có tiền. Nghề của họ tuy thiện, nhưng nếu thiếu đạo đức vẫn trở thành kẻ ác như thường. Trong Pháp Bồ Đề, Tâm Văn dạy, những nghề ác không lên làm, như là nghề giết mổ, bán thịt, đánh cá, bán cá, bẫy sập, câu lưới, nuôi thú bán con, mua bán cung tên, giáo mác, thuốc độc, rượu, áp phiện, văn hóa phẩm không lành mạnh, môi giới mại dâm, những nghề làm tổn hại đến người và vật thì không nên làm. Tóm lại, cha mẹ phải lấy lòng từ bình đẳng, chăm lo cho các con và tạo nghề nghiệp chân chính cho con cháu. Vì người xưa nói, ruộng đất bề bề không bằng có một cái nghề trong tay. Nên nhớ, khi cho con học nghề, cần học cho đến nơi đến chốn mới có thể giúp ích cho xã hội và nuôi sống mình được. Ngược lại, học quá nhiều nghề mà nghề nào cũng biết không rành thì không ai cần đến. Nên tục ngữ có câu, nhất nghệ tinh, nhất thanh vinh. Nghĩa là chỉ cần học một nghề cho thật tinh xảo thì thân được ấm no vinh hiển. Được như vậy mới xứng đáng là cha mẹ sáng suốt, có lòng nhân từ, biết làm tròn nghĩa vụ của mình. Chọn nơi xứng đáng cưới gả cho con, có nghĩa là khi con đến tuổi trưởng thành, cha mẹ không thể phó mặc cho chúng tự do lựa chọn, mà phải ra công hướng dẫn và xem xét tình ý con cái để tìm hiểu hoàn cảnh và cá tính của trai gái nào có thể xứng đáng sánh đôi đem lại hạnh phúc lâu dài cho chúng. Nếu sau khi hai bên cha mẹ và con cái đã ý hợp tâm đầu bằng sự hiểu biết chân thật, chứ không phải là sự cám dỗ bắt buộc, thì cha mẹ mới tùy theo hoàn cảnh phong tục mà thành lập hôn lễ. Trên đời có rất nhiều người quan niệm lệch lạc, dị đoan, mê tín, chọn lựa vợ chồng cho con theo sự hướng dẫn của bói toán, coi tuổi tác ngày giờ và phân biệt giàu nghèo, nên họ nhẫn tâm dùng quyền lực cắt đứt tình yêu của con cái, bắt bỏ người này lấy người kia, ép buộc con lấy những người không phù hợp tính tình, quan điểm. Như thế đứa con chắc chắn quyết liệt chống đối, dẫn đến sự xung đột giữa cha mẹ và con cái. Nếu đứa con nào vì chữ hiếu không nỡ làm khổ cha mẹ, đành gạt nước mắt chấp thuận theo ý kiến của cha mẹ, lấy một người mà mình không yêu thương, vì ý thích của mình mà để cho con khổ, liệu chúng ta có đành lòng không? Giả sử như mình bị cha mẹ ép chế như vậy, liệu mình có thuận theo hay phản đối lại để bảo vệ sự lựa chọn của mình? Danh ngôn có câu, hôn nhân không có tình yêu là ngày không có ánh sáng. Nhiều cuộc khảo sát tâm lý cho thấy, sự ép uổng trong hôn nhân đa số đưa đến sự bất hạnh, đổ vỡ hạnh phúc và ly hôn. Chúng ta có muốn hậu quả đó xảy ra cho con cái mình không? Quý vị nên biết, thời buổi bây giờ không phải như thời buổi ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Câu nói ấy không còn phù hợp nữa. Phận làm cha mẹ đồng ý cho rồi, phân biệt giàu nghèo tuổi tác làm chi? Tốt không nói gì, nếu xấu liền ngăn cản, vô tình đẩy chúng vào chỗ chết, rồi mình mắc quả báo. Chúng ta cần phải tinh sâu lý nhân duyên nghiệp quả. Nếu con mình có phước, cho dù gả cưới cho một người nghèo nàn kỵ tuổi, nhưng chúng có phước đức và nhân phẩm tốt thì tự nhiên gia đình được hạnh phúc ấm no. Trái lại, cho dù mình cưới hoặc gả chỗ giàu sang, hạp tuổi nhưng anh chàng